chúng ta gặp được tịnh tân đó là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay như trong kệ khai kinh nói trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được chính là ý này không dễ gặp được Gặp được mà không hiểu Gặp mà không tin Gặp nhưng không có muốn cầu sanh tịnh độ Đây là gì? Chỉ trồng chút ít thiện căn trong A-lại gia thức Họ vẫn còn chịu khổ trong luân hồi lục đạo Đời này chưa thể ra khỏi